Xin chào các bạn. Chúng ta lại bước vào một thử thách mới của Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ 2. Thử thách lần này của hai đội là vô cùng ý nghĩa. Các bạn sẽ cùng nhau làm 251 suất ăn trưa, sau đó mang tới phục vụ tại quán cơm xã hội Nụ Cười 6, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một quán cơm từ thiện và mỗi suất ăn ở đây giá 2.000 đồng. Ban giám khảo của hai đội ở thử thách này là những người có hoàn cảnh khó khăn và các bạn học sinh, sinh viên nghèo. Thì mình cảm thấy rất là xúc động. Đề bài ngày hôm nay của chương trình Vua Đầu Bếp rất là nhân văn, đầy sự cảm thông do những người có hoàn cảnh khó khăn. Hai đội trưởng là hai người chiến thắng ở thử thách lần trước. Xin mời Khánh Phương và Lê Chi, hai bạn lên nhận tập dề cho đội của mình. Khánh Phương, bạn là người chiến thắng ở vòng thi trước, bạn sẽ được chọn người đầu tiên cho đội của mình. Xin mời bạn. Chiến thuật về việc chọn người được hình thành rất rõ ràng trong đầu của tôi. Người nào tốt, người nào dùng được thì tôi muốn về đội của tôi thôi. Người đầu tiên em xin chọn chị Ngọc Thúy ạ. Em đã từng làm việc với chị trong thử thách lần trước. Và em biết chị có thể lên khẩu phần ăn rất là chính xác. Xin mời Ngọc Thúy. Có chị Thúy trong đội thì tôi cảm thấy rất là tự tin và nghĩ rằng đội mình sẽ là một đội rất mạnh và khả năng chiến thắng rất là cao. Tôi xin chọn chị Thúy ạ. Lần trước chị đã không chọn tôi và chị nói là tôi hay cãi lại. Thật sự ra tôi không cãi. Và tôi muốn cho chị thấy là một người boss hay là một người đội trưởng. Nếu như mình cảm thấy cái người làm cho mình mà giỏi hơn mình phải feel that is a blessing from God and embrace it. Because that opportunity don't come twice. So I want her to know if she believes in herself, she's strong, she can do it. And let's do it together. Chị ấy phải chọn tôi. Do khẩu vị miền Nam của tôi không ai chuẩn bằng. Chị ấy chọn tôi là điều vô cùng hợp lý. Em sẽ chọn anh Xuân Huy ạ. Tôi xin chọn chị Ái ạ. Còn hai bạn sẽ lựa chọn đội nào cho mình? Nếu như em được chọn, em thấy về đội của chị Lê Chi ạ. Rồi, còn Minh Nhật. Em cũng muốn về đội chị Lê Chi. Ôi dồi ôi, sao thế? Nếu như tôi có sự lựa chọn thì tôi sẽ chọn Minh Nhật. Tại vì Thanh Dương có một cái thói quen là làm một chút bỏ và không có cái tính đồng đội rất là cao. Khánh Phương, bạn sẽ chọn tiếp thành viên cho đội của mình. Vì cả hai không muốn về đội của em nhưng em vẫn cứ phải chọn một trong hai người. Và Thanh Dương thì em nghĩ không có khả năng nấu món Việt nên em sẽ chọn Minh Nhật. Minh Nhật là một người có khả năng làm việc nhóm tốt. Hơn nữa, tôi không thích Thanh Dương ở trong đội của tôi. Nếu tôi phải làm bài thi loại trừ thì tôi sẽ phải đối mặt với Thanh Dương, đối mặt với chị Thúy. Thì điều đấy rất là kinh khủng. Chẳng thà bạn không giỏi thì tôi sẽ làm phần của bạn, tôi giúp bạn. Nhưng mà bạn không thể ở trong một cái team mà bạn negative cho mọi người được. Tôi không thích như vậy. Cho nên tôi rất là không muốn, nhưng mà không có cái choice nữa thì thôi. Cái đội hình này cũng tương đối hay, nhưng tôi nghĩ là nó tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn trong đó.